Kính chào quý vị. Chương trình Hội thoại Văn hóa Việt Nam xưa và nay rất hân hạnh chào đón quý vị. Đề tài thảo luận ngày hôm nay là ảnh hưởng của các chế độ chính trị đến nền văn hóa Việt Nam xưa và nay. Đây là một đề tài có tầm vóc rộng lớn, đòi hỏi diễn giả phải có kiến thức sâu rộng về sự học, kinh nghiệm thực tiễn về sinh hoạt chính trị và những nhận xét và cái nhìn khách quan về vấn đề này. Tìm được một diễn giả hội đủ những điều kiện căn bản, nêu trên không phải là điều dễ dàng gì. Trong quá trình sinh hoạt từ trước năm 1975, tôi đã may mắn quen biết với ông Lê Đình Cai. Ông đã từng tốt nghiệp cao học sử học tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn. và đã từng giảng dạy tại đại học văn khoa huế đà lạt và trường võ bị quốc gia đà lạt trong nhiều năm qua trong chính trường ông đã từng là phụ tá của đệ nhất phó chủ tịch thượng viện dưới thời việt nam cộng hòa ông đã từng cộng tác với nhiều báo ở sài gòn như báo sống báo chính luận báo tự do và từng đảm nhận chức vụ chủ bút tạp chí cờ đại việt mà bác sĩ Hồ Văn Trâm, nguyên tổng trưởng Châu Hồi làm chủ nhiệm. Ông qua Hoa Kỳ theo diện HO sau 7 năm ở tù dưới chế độ Cộng sản. Ông đi học lại và đã hoàn tất chương trình tiến sĩ vốn còn giang dở khi ở Việt Nam. Rồi ông tiếp tục nghề dạy học như trước kia. Kể từ năm 19, mùa hè năm 2015, cho đến nay ông đã về hưu và hiện sống cùng vợ con ở San Jose. Kính thưa quý vị giới thiệu về giáo sư Lê Đình Cai đó quả thật là một cái điều rất là khó vì ông sinh hoạt nhiều lắm. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón giáo sư tiến sĩ Lê Đình Cai. Xin chào anh Lê Đình Cai. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin chào anh Nguyễn Đức Lâm. Vâng, À, anh Cai Chúng ta quen biết nhau mấy chục năm Và tôi biết là anh là một người rất là năng động Đã sinh hoạt rất là nhiều Trước năm 1975 Sang đây đó Anh cũng rất là năng động Như vậy thì Trong thời gian vừa qua Có cái sinh hoạt nào mà Anh cho là nổi bật nhất Trong thời kỳ anh về hưu không à, Thưa quý vị thưa anh Lâm thật ra anh nói đến những cái sinh hoạt quá khứ đó thì chúng tôi cả một cái dọc dài của thời trai trẻ chúng tôi hết sức nhiệt tình và sống bằng tất cả những cái chân tình của tuổi trẻ trong sự hăng say để cống hiến cho tổ quốc bằng những cái nhiệt tình của mình nhưng mà nếu bây giờ anh nói là hiện nay thì tôi nghĩ rằng mình không cho phép được uh, hoạt động như xưa bởi vì cái tuổi tác cũng đã lớn rồi. Anh nói khiêm nhượng chứ tôi nghe nói là anh đang làm trưởng đồng trưởng ban tổ chức của uh, 60 năm đại học Huế có đúng không? Dạ, yeah, cảm ơn anh, đúng rồi. Tháng 7 ngày mùng 9 tháng 7 này thì chúng tôi có một cái cuộc họp mặt đại học Huế trên toàn thế giới vâng. kỷ niệm 60 năm như vậy ở cái đó tuổi là... này thì anh rất là năng động chứ còn gì yeah, nữa. thì Cảm ơn anh chị. Còn lại tôi muốn làm một lần sau cùng của cuộc đời rồi xin đề nghị luôn. Đừng Không bao còn... giờ nói thế, đừng bao giờ nói thế. Vẫn còn nhiều lần trong cuộc đời. Thế anh thì... bây giờ đã trở lại cái vấn đề yeah, cảm ơn. mà cái đề tài ngày hôm nay, thì theo những tài liệu mà tôi đọc được đó, thì các chế độ chính trị đã có ảnh hưởng rõ rệt đến các sinh hoạt văn hóa của một dân tộc. Anh nghĩ sao về nhận xét này? với tư cách một người đã sinh hoạt chính trị, một người đã dạy và nghiên cứu sự học trong nhiều năm qua, nhìn vào lịch sử Việt Nam đó, anh thấy nước Việt đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi chế độ chính trị. Xin mời anh, anh chỉ đưa dạ. ra cái mốc dạ. chính thôi, anh không cần phải vâng. đi sâu vào dạ. chi tiết. Cảm ơn anh. Bởi vì nói về cái này cũng, cũng phải là chuyện ngắn, nói chung một chốc lát đâu nhưng mà còn cái bây, bây giờ anh cũng đồng ý với tôi rằng mình thời giờ không có vâng. thì lược qua những cái mốc giới vâng, lịch sử để cho mọi người có thôi. thể nhìn thấy được vâng. cái dọc dài của tiến trình lịch sử việt nam như thế nào vâng. à, trước hết cũng xin thưa viễn lâm rằng là cái vấn đề đó người ta hay nói là bốn năm văn hiến vâng. thật tình ra đó, cái cái cách nói đó là cách nói khoa đài thôi vâng. chứ còn dọc dài uh, của lịch sử việt nam không thể kéo dài lâu như vậy được. Vâng. Cho nên các uh, sự gia đó mà thời nay đó người ta đi nghiên cứu và tìm lại cái nguồn gốc của dân tộc Việt, vâng. nó hình thành vào giai đoạn nào. Vâng. Và họ không ai công nhận rằng lịch sử Việt Nam hình thành qua những cái thời đại trước đây như Văn Lang, vâng. rồi Âu Lạc, vâng. mà người ta lại nghĩ rằng nó bắt đầu từ trong thế kỷ thứ 10 vâng. với uh, việc uh, Ngô Quyền xưng vương. Và sau như này... vậy Tức là anh muốn nói đến sự bắt thành văn hay là anh nói đến sự thành văn? À, cảm ơn anh. Đây là tôi đang nói với anh ấy, là nói về lịch sử Việt Nam mà khởi đầu đó của các sự gia hiện đại để nghiên cứu đó. Thì họ kết luận rằng nên nói nguồn gốc dân tộc Việt Nam rõ nét nhất ấy, vâng. là phải nói vào là thời thế kỷ thứ 10. Vâng. Trong đó có ngô quyền. Nhưng mà đặc biệt nhất như sự gia À, Nguyễn Phương đó người đại dạy ở Đại học Huế đó, thì ngài nói rằng nên nói lịch sử Việt Nam bắt đầu từ thời Đại Cồ Việt vâng. của Đinh Tiên Hoàng Đế. Vâng, vâng. Thưa anh, Đại Cổ Việt là khoảng năm bao nhiêu? Đấy là thời gian của nó khoảng. Uh, gần gần là chín trăm ba mươi mấy đó. Vâng. Bởi vì bây giờ anh hỏi một cách và chi tiết vậy thì tôi cũng nhớ vì cái tuổi tác nhưng mà. Câu nói không đó xa, là xa, vào xa khoảng tôi... cuối thế kỷ thứ mười. Vâng. Rồi nào? sau đó sau Ngô Quyền sau Đại Cồ Việt là những cái triều đại nào? À, thì như anh cũng biết là người ta hay nói nữa, thời Ngô Đinh Lê Lý Trần vâng. Lê Nguyên. Vâng. Anh thấy có hai chữ Lê có nghĩa vâng. là tiền Lê và hậu Lê. Vâng, thì đó là dọc dài của lịch sử dân tộc Việt. Vâng. Tuy nhiên À, để nói rằng trong cái ảnh hưởng của nền văn hóa qua các uh, thế chế chính trị thì tôi có thể nói một cách tóm được lại là, là cái giai đoạn hình thành đầu tiên với chính cái xã hội sơ khai buổi đầu vâng. thời đó là thời của văn lang và âu lạc vâng. nhưng mà đến cái thời bắc thuộc tức là từ khi triều đà đến xâm chiếm đất nước chúng ta vâng. thì ta với tư cách là triều việt vương đó, vâng. thì đến cái lúc đó làm mình khởi đầu một ngàn năm Bắc Thuộc vâng. của người Tàu. Vâng. Rồi sau đó thì trong khoảng từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ, dựa thế kỷ thứ 20, tức là vào năm 1945. Vâng. Đó là năm uh, có một cái cuộc, uh, có cái cái chấm dứt của đề nhìn thế chiến. Vâng. Và đồng thời Việt Nam uh, chuyển qua một giai đoạn gần như là bắt đầu của một cái thời gọi là quân chủ lập hiến. Dạ. với bảo đại là quốc trưởng dạ. và chính phủ hồ trần trọng kim và thời dạ. đó. thì sau cái giai đoạn đó rồi thì lại có một cái hứa kính chấp chưa ý thức hệ quốc gia và cộng sản dạ. rồi cuối cùng là đến một sự chia cắt đất nước với cái cái cái, cái, hiệp định uh, Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954. Vâng. Dạ. Chắc có lẽ anh Lâm cũng hiểu tại sao mà tôi lại nói là 21 tháng 7 mà tôi cũng nói là 20 tháng 7. Vâng, tôi đang định hỏi anh cái đó đó, đó là à, ngày sinh nhật của cái tôi. Cái cái đó bởi vì cho nên là người ta cũng nên biết cái điều đó một tí, bởi vì với các nhà nghiên cứu sự đó thì họ phải nói là ngày 21 tháng 7. Vâng. Bởi vì cái ngày 20 tháng 7 thì là một bài cái, bài, một cái bài cái một cái, cái, cái mốc giới mà chính phủ mang đe của Pháp xin hội nghị ngưng ngang đó thôi. Vâng. Nhưng mà thật ra khi ký hiệp định là ký vào buổi sáng ngày 21 vâng. ạ. Vâng. Nhưng mà với với những người nghiên cứu sự phải nói là 21 tháng 7 chứ không phải là 20. Vâng. Vậy vậy thì tôi xin sửa lại là tôi sang ngày 20 tháng 7 chứ phải 21 tháng 7. <laughs> cảm ơn anh. <laughs> cảm ơn anh. Phần 1 của chương trình hội thoại văn hóa Việt Nam xưa và nay của chúng tôi tới đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần giải lao. Xin kính chào quý vị và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin yeah. chào quý vị, chúng tôi xin trở lại với phần 2 của chương trình Hội thoại văn hóa Việt Nam xưa và nay với đề tài ảnh hưởng của các chế độ chính trị đến văn hóa Việt Nam xưa và nay. À, xin chào anh Cai, cảm ơn anh đã trình bày à, vấn đề rất là năng động, còn cái đề tài rất là khó khăn. Thưa anh vừa rồi đó anh đã nói đến cái việc mà cái mốc thời gian thì anh nói là đến năm 1945 cho đến năm 54 là cái thời đó là hiệp định Geneva, đất nước bị chia đôi, phạm anh Rồi sau đó, đó thì sau vài vài chục năm sau thì đến năm 1975 đất nước lại một lần nữa lại chia cắt về phương diện ý thức hệ có phải không thưa anh dạ, đó dạ. thưa anh như vậy thì dưới cái thể chế nào đó thì nền văn hóa Việt Nam bị ảnh hưởng sâu đậm nhất tôi đang muốn nói đến cái phong tục và tập quán à, cảm ơn anh thiệt đúng đó, là cái thể chế chính trị nó tác động mạnh lên cái đời sống của dân tộc Việt Nam mình. Vâng. Đó là nói ý nghĩa của nó về lịch sử nữa. Nhưng mà phải nói rằng là trong cái cái khi mình giới hạn cái văn hóa trong cái phạm vi là tập tục hay là thói quen à, hay là những cái cái gì có tính cách truyền thống thì vâng. cái đó nó 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 lâu dài lắm vâng. và nó khó mà những cái chế độ chính trị có thể dễ dàng đổi thay. Vâng. Tôi giả dụ như là đời sống của gia đình chẳng hạn, vâng. thờ việc thờ cha kính mẹ chẳng hạn, vâng. rồi cái việc mà ngay trong gia đình với cái đời sống dưới ảnh hưởng của nền phật thuộc có cái thời mà của là, là bắc thuộc đó vâng. thì chúng ta thấy rõ là nó có những cái quan niệm của nho giáo nó hằn sâu từng gốc để ở trên nên văn vâng. hóa Việt rồi. Chẳng hạn như cái vấn đề mà giữa cái văn hóa khi người Pháp họ đến đó, với những cái văn hóa khai phóng, giải phóng, độc lập, tự do nó đâu có phá tan được những cái tam cương ngũ thường có phải không anh? Đúng rồi. Đó cái 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 đó người ta vẫn duy trì. Vâng. Ví dụ như bây giờ nói cái quan hôn tang tế là người ta phải duy trì. Vâng. Giống vậy, duy thi. Đời sống chồng vợ cũng vậy vậy. Nhưng mà vâng. phải nói rằng. Cái ảnh hưởng của văn minh Tây Phương nó làm biến dạng đi Vậy. Bởi vì hồi xưa đó đâu có cái chuyện ly gì giữa vợ chồng được đâu Đúng à, rồi Bây giờ thì có Vậy. 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 Cho nên bây giờ thưa vị anh đó, tôi muốn nói đến một cái chuyện là Cái nền văn hóa mình nó 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 giữ nó, nó được là vì có một cái sự dài lâu trong cái nguồn gốc của dân tộc mình Vậy. Và mình giữ được cái nền văn văn hóa đó qua dọc dài lịch sự nghĩa là cho dù thay đổi chế độ thì cái đó vẫn thực hiện chẳng hạn như ngày tết và vâng. cũng cha thờ mẹ tất cả những cái đó là không không cách gì mà thay đổi không thay đổi phải không ạ? À. nhưng mà có một cái thay đổi được đấy y phục à, à, Đúng, anh nói chuyện y phục cho tôi lại thấy mình mình cũng kể cái chuyện đó cũng đúng như anh nhận xét đó tôi tôi nói về vấn đề y phục chẳng hạn người miền bắc của mình là ảnh hưởng của trung hoa và vâng. thời đó cho nên là mặc váy là truyền thường Vâng. nhưng mà phải nói rằng qua ở bên uh, miền Nam đó, vâng. là coi như là ở Trung Nam vâng. thì là cái chuyện coi như là 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 các chúa đó là không không khuyến khích mặc váy mà vâng. lại mặc quần. Vâng. À, thời, chúa... Trung vương, à, thời, thời chúa võ vương thời thời võ vương Nguyễn Phúc Khoát đó vâng. à, ra lệnh là, là phẩm phục triều đình cũng thay đổi vâng. rồi phẩm phục của dân gian cũng phải thay đổi vâng. có nghĩa là phải mặc quần thôi chứ không mặc váy vâng. đến thời Minh Mệnh năm 1829, vâng. ông ra một cái chiếu bắt dân miền Bắc là phải mặc cùn chống mặc cái. và Cho nên mới có một cái cái cái, cái, câu ca dao mà tắt là anh, anh có anh anh nhớ, nhớ chứ. không? À, tôi, tôi tháng nhớ cái 8 đó là có chiếu. tháng chiếu. 8. À, tháng 8 có chiếu vua ra, đúng rồi. cấm quần không đẩy người ta hại hùng. À. Không đi thì chờ không đông, đi thì phải lột quần trồng sao đang rất là hay ừ. <laughs> thành ra đó cái đó là một cái cái mà rõ ràng là là thể thế chế chính trị nó tác động là trên nền văn hóa vâng. à, rồi bây giờ đó mình nói về cái vấn đề thời pháp một chút thôi vâng. tức là khi mà pháp đến nền văn pháp đến thì phải nói là thay đổi về cái tư tưởng về cách ăn mặc về vâng. cách để râu dài rồi kia hồi xưa không còn nữa vâng. bây giờ là cắt tóc ngắn mặc vâng. quần sọc vâng. rồi cũng ngày xưa đi cuộc mộc bây giờ không còn đi sang vâng, đan đó vâng. thì đấy là một cái cách thay đổi việc của, của cho chế độ vâng, và thay đổi nhưng vâng. Vâng. mà còn một cái điểm quan trọng là sau năm bảy năm, vâng. các cô giáo chẳng hạn không mặc quần dài không mặc à, à, của, của là áo dài được vâng. Mặc, mặc, mặc áo bà, ba thôi vâng. nhưng mà đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là 13 ba năm sau vâng. thì các cô giáo cũng như tất cả mọi người dân đều mặc áo dài đàng hoàng giống như ở miền Nam trước đây. Lý do tại sao? Thì lý do thấy là con người có cái lối phản kháng, phản kháng một cách âm thầm vâng. mà chính quyền vẫn không tầm cạ được. Và. Vâng. Đó. Và. Vâng. Thì cái đó là một cái đặc biệt. Và. Vâng. Mà... Cảm ơn uh, giáo sư Lê Đình Cài. Ông nói hay thì tôi phải gọi ông là giáo sư ngày hôm nay nữa. <laughs> <laughs> Cảm ơn anh. Vừa rồi anh vừa nói đến cái ảnh hưởng của các chế độ chính trị đến chẳng hạn như người Pháp đến cái vấn đề y phục có phải không ạ thì bây giờ về vấn đề phong tục tập quán có ảnh hưởng gì không dạ. à, thưa nhà nói đến phong tục và tập quán có nghĩa là cái gì nó trở thành tưởng đồng bia đá rồi. tôi tôi muốn nói cái tưởng đồng Tức đá là, đá là không thay đổi này. được dạ không thay đổi được chẳng hẳn như là anh lâm biết rồi cái chuyện tên của ba chồng bà trứng trắc á, yeah. là người ta bao nhiêu tất cả người mình hồi thời đi học đều có là tên là là thi sách thôi, vâng. nhưng mà thật tin nóng phái. vâng. nó là tên thi thôi, chứ còn chữ sách tiếp theo đó là lấy làm vợ Thế thôi, à. Thế nên nó hoàn toàn là không đúng vâng. với sự nghiên cứu lịch sử Nhưng vâng. mà nó trở thành từ đồng bia đá khó thay đổi lắm, đó <laughs> cho nên khi anh hỏi này về phong tục tập quán thì tôi nghĩ là rất khó thay đổi, vâng. tuy nhiên người ta vẫn cố gắng thay đổi cái điều này khi vâng. mà cái luồng gió văn minh tây phương nó ào vào như thác lũ đó, vâng. thì khi đó là 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 bao nhiêu cái chuyện là thay đổi đó. nó thay đổi, nó, nó 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 rồng rãi hơn vâng. và nó có thể là trở thành ra một cái tào lưu mới vâng. trong xã hội Việt Nam. Khi Giống anh như nói một luồng gió mạnh thổi hết. khi anh nói đến cái ảnh hưởng của tây phương và luồng gió mới, thì tôi chợt nhớ đến cái vai trò của tự lực văn đoàn. Vâng, các không thưa anh. Đúng rồi <laughs> Tự lực văn đoàn đã có cái công thay đổi cái lối suy nghĩ và cái thái độ của của cái xã hội đối với phụ nữ. Thì theo anh đó, cái tác phẩm nào của tự lực văn đoàn đã nổi bật nhất trong cái vấn đề này? Oh, ừ, thì anh nói như vậy thì tôi thấy chưa hết, thì chưa nói cứ chưa nói qua tự lực văn đoàn. Tôi nói là nếu mà để thể hiện được cái xã hội là còn nhiều uh, là, là 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 những cái hụ tục đó vâng. thì phải nói là tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất tố vâng. rồi sau đó đó mới đến đoàn tuyệt của nhất linh của từ lực vân đó vâng. thì khi mà nói đến đoàn tuyệt là ở nói đến cái vai trò của người phụ nữ phải được đề cao và chính vì cái điểm đó cho nên anh lâm thấy thời đó vấn đề vợ chồng vẫn có thể ly dị một cách dễ dàng. Vâng. Nó khác với cái thời phong kiến xưa trước. Có phải không? Yeah, và, đó. Và. Thì là, là 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 đó là những cái mốc giới quan trọng và những cái sự kiện xảy ra trong xã hội mình thật là quyết liệt hơn xưa nhiều. Vâng. Hơn xưa hồi xưa làm chi mà có cái chuyện mấy cô gái đi học đi hành đa hoang như là thời sau này được. Vâng. Thời sau này trai gái học hành nghĩa là phải nói rằng được quyền chung với nhau chống phải là chỉ có quyền của người uh, nam nhi thôi hay lắm như vậy thì có người cho rằng khi xét đến những sự thay đổi về tư tưởng sự giải phóng cái vai trò người phụ nữ nâng cao vai trò người phụ nữ thì là cái người pháp đó có công đối với văn hóa việt nam như vậy anh có đồng ý không ồ oh, anh nói cái đó thì tôi thấy nhiều người cũng nghĩ như vậy mình đó có đến nếu nói đây là tôi nói về cái vấn đề hơi khoa đại có nghĩa là mình thấy một ngàn năm đô hộ giặc tàu cái ngàn năm đô hồ đó của giặc tàu nó 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 dị rồi nó nó đưa ra nhiều cái quan điểm chẳng hà như nhất nam việt nữ vậy. và và nhất đạt việt hữu mà vậy. thập nữ thì việt vô đúng thì rồi. con trai tôi cho còn con gái là đồ bỏ mà vậy. đó bây giờ sau này người phụ nữ vùng dậy đòi quyền của mình vâng. và bây giờ thì họ ngã hàng với lại nam giới rồi vâng. đó thì đó là một cái, cái 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 mà thầy nói là nó khác biệt một cách ghê gớm đối với cái xã hội cũ. Và vâng. thế còn trong cái xã hội mới này thì có những cái điều gì quan trọng thì thấy rõ rằng chúng ta có rất nhiều điều quan trọng nhất là về giáo dục. và vâng. đó ví dụ như là cái cuộc thi cử thôi, thi vâng. cử theo lối ngày xưa để lấy tiến sĩ, lèo thời hán. Không? Ồ bây giờ bỏ rồi. Vâng. Năm 1864. Vâng. Là coi như là, là miền Bắc là bỏ bỏ chế độ thi cử. Vâng. À, theo cái lỗi của triều đình. Vâng. Cảm ơn anh Cai rất là nhiều. Tôi biết anh còn muốn nói nhiều nữa nhưng mà kính yeah. quý vị thời gian có hạn. À, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi tới đây xin tạm ngừng. Đề tài ảnh hưởng qua các chế độ chính trị đến nền văn hóa Việt Nam xưa và nay sẽ còn nhiều vấn đề phải bàn. Cho nên chúng tôi xin mời quý vị nhớ đón nghe và đón xem kỳ phần kỳ tới phần 2 của đề tài ảnh hưởng của các chế độ chính trị đến nền văn hóa Việt Nam xưa và nay. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Lê Đình Cai và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ bên những người thân. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị.